năm Quý Mão. Trong theo cái truyền thống của gia đình thì hôm nay những cái dịp sự kiện là sinh nhật ông nội Hoàng Văn Vị từ Phúc Diễn, thì gia đình ta tổ chức cái dâng hương tưởng nhớ đến người và ôn lại cái truyền thống của gia đình. Hai nội dung nữa là chúng ta sẽ có là tuyên dương khen thưởng các cái thành viên trong gia đình đạt cái thành tích xuất sắc trong cái năm vừa qua. Thưa bà, thưa hệ gia đình, vào cái phần mục thứ nhất là chúng ta sẽ làm lễ nghĩa dâng hương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Chúng con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương, kính lạy thần linh thổ địa, táo phủ thần quân, kính lạy cao tăng tổ khảo, cao tăng tổ tử, bà thúc bá huynh đệ, cô dì tỷ muội, cộng đồng nội ngoại, gia tiên họ hoàng, kính lạy tổ cô hoàng tổ Mãnh, bà cô ông Mãnh trong dòng họ Hoàng, kính lạy ba hồn bảy vía ông nội Hoàng Quý Công, Quý Ân Vị, Quý Phúc Diễn. Hôm nay ngày 5 tháng 11 năm 2023, tức ngày 25 tháng 9 năm Quý Mão, chúng con là con cháu chắt của các cụ Hoàng Cung, Hoàng Nguyễn Thị Nghiêm, Hoàng Tá và thân thị cận Hoàng Hiệu và Nguyễn Thị Giáp, xin kính cáo lên vong linh các vị tiền bối của nhà về nhà phụ trưởng Hoàng tộc Hoàng Cung để làm lễ dâng hương kỷ niệm lần thứ 127 ngày sinh phụ đồ Hoàng Quý Công, Quý Văn Vị, Quý Vũ Diễn, và tổ chức động viên khen thưởng các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. Chúng con cầu xin các vị trong tiên tổ dòng họ Hoàng độ trì dạy bảo dẫn dắt cho tất cả con cháu trong dòng họ để mọi gia đình trong dòng họ Hoàng già được mạnh khỏe, trẻ được bình an, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Chúng con cầu xin gia tiên tiền tổ độ trì để toàn thể con cháu trong dòng họ Hoàng cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc tộc, cầu sức khỏe được sức khỏe, cầu tiến tới được tiến tới, cầu con được con, cầu cháu được cháu, để cho toàn dòng họ Hoàng chúng ta ngày càng đông đúc, phú quý, giàu sang, nhà cửa khang trang, hiển vinh mãi mãi. Chúng con xin hứa luôn ghi lòng tạc dạ công ơn sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, giữ vững được truyền thống nội ngoại yêu thương đoàn kết, sống có tôn ti trật tự, trên kính dưới nhường, phát huy được truyền thống vẻ vang cần cù lao động siêng năng học tập của cha ông tiên tổ. Trong giờ phút thiêng liêng này, đề nghị các thế hệ hậu duệ của người dành một phút tưởng nhớ tới người và những người thân trong gia tộc đã từ trần. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi. Chúng con kính lạy ông. Sau đây tôi xin phép là đọc qua về tiểu sử của cụ đồ Hoàng Quý Công, Quý Văn Vị, Quý Phúc Diễn và truyền thống của gia đình. Cụ đồ Tự Phúc Diễn, Quý Hoàng Văn Vị, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1896 tại Tổng Mỹ Cầu, người được trong vùng quý mến tài đức tục gọi là cụ Lý Khóa, vì cụ từng là lý trưởng và đỗ bằng khóa sinh trong kỳ thi Hương năm 1907. Đồng môn với cụ có cụ Nguyễn Khắc Nhu ở Song Khê, cụ Khóa Liền ở Điêu Liễn, Me Điền, cụ Khóa Hàn ở Hiệp Hòa. Thời Vua Duy Tân 1907-1916, sau khi làm lý trưởng Tổng Mỹ Cầu, cụ chuyển nghề dạy học Hán Nôm
và quốc ngữ ở quê nhà, rồi Bùi Kép Yên Lư ngày nay, cho đến lúc qua đời ngày 25 tháng 5 năm Giáp Ngọ năm 4. Cụ là nhà nho luôn tôn thờ Đức Khổng Tử và hiền nho bậc thầy như Chu Văn An, Nguyễn Bình Khiêm cùng Khắc Hoan vân vân. Cụ sống hết sức giản dị, hay giúp đỡ cưu mang bà con anh em nghèo khó, hòa đồng với mọi người, với tầng lớp trong vùng, và được nhiều học trò đến xin học, được nhân dân quý trọng. Được học trò cụ tuy không được học thầy nhiều nhưng cũng có nhiều người đỗ đạt, điển hình như cụ Nguyễn Văn Hiệu, Hoàng Văn Vượng, Hoàng Văn Trang, Hoàng Văn Lưu, Hoàng Trọng Minh ở thôn Nữ Cầu, Đỗ Văn Động ở Sóng Lò, Lê Quang Đôn ở Phúc Tằng, Lê Đình Liễn ở Yên Lư. Cụ có hai người vợ và 9 người con. Phạm Thị Sức là bà cả, sinh ra các bà Hoàng Thị Mỹ Hường, Hoàng Mỹ Quỳnh Hoa đã mất sớm. Cụ Hoàng Thị Khiển tức là mẹ của Bác Thát bây giờ. Hoàng Thị Kiều là chỗ mẹ Bác Ninh Bác Thắng bên này, chỗ các cháu. Hoàng Văn Cung và bà trẻ là Phạm Thị Mưu, sinh ra Hoàng Văn Tá và Hoàng Hữu. Bà Hoàng Thị Trinh là mẹ Bác Lợi, chưa đầy một tuổi, ở thôn Đông Lý. Ông Hoàng Văn Cát, ông đã mất khi còn chưa gia đình, ở Mỹ Cầu, do nhà quá nghèo đều mồ côi cha mẹ, được cụ và hai bà cưu mang đón về làm con, chăm nom dạy dỗ như những người con trong gia đình, khác trong gia đình. Trong thế hệ các con, tiêu biểu nhất là Hoàng Văn Tá, từ trình độ elementary tương đương với tiểu học, bằng con đường tự học đã có bằng đại học, làm hiệu trưởng trường bổ túc văn hóa cấp 3, là chiến sĩ thi đua tiêu biểu của ngành giáo dục cả nước thời kỳ chống Mỹ, được nhận huy hiệu và nhiều giải thưởng của Bác Hồ, huy chương sự nghiệp giáo dục, huân chương kháng chiến hạng nhì và nhiều hơn, và huân chương lao động hạng 3. Ông Hoàng Cung từ trình độ tiểu học, bằng con đường tự học và có bằng trung cấp sư phạm, và trở thành giáo viên giỏi cấp tỉnh nhiều năm, có hiệu trưởng trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở, nhận huy chương vì sự nghiệp giáo dục, huân chương kháng chiến hạng 3 và huy chương vì sự nghiệp khuyến học. Ông Hoàng Hữu tốt nghiệp trung học phổ thông rồi đọc sư phạm 2 và trở thành giáo viên cấp quốc gia, nhận 3 lần được nhận giải thưởng Bác Hồ là chiến sĩ đua của ngành giáo dục tỉnh Hà Bắc, huy chương sự nghiệp giáo dục, huân chương kháng chiến hạng 2. Khi về hưu đã trở thành nhà văn, viết được nhà xuất bản quân đội in 2 cuốn tiểu thuyết là Tình Yêu Khát Vọng và Tiếng Chuông Chùa và Sóng Hối. Ông đã hoàn thành 4 tập bản thảo 1.254 trang A4 nghiên cứu về lịch sử với tiêu đề là sưu tập tư liệu tìm tòi những dấu ấn của năm ngàn năm lịch sử, rất có giá trị. Thế hệ các cháu, cụ có 18 cháu nội, gồm có là Kiệm, Kim, Hoa, Tâm, Sơn, Phú, Cường, con ông Cung, Mạch, Lạc, Thúy, Thái, Thảo, Thuận, con ông Tá, Liên, Quỳnh, Hiệp, Ngọc, Song Linh, con ông Hữu. Thế hệ các cháu, cả sư cả rể, là có hiện nay là có 20 cháu có bằng đại học, 3 thạc sĩ, 2 thạc sĩ là Thái và Thái và Hoa. Các cháu đã có nỗ lực phấn đấu thành công nổi bật như là ông Hoàng Hồng Lạc đạt có 3 bằng đại học, từng là giảng viên cao đẳng sư phạm, hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở, rồi trường phòng giáo dục, phó tỉnh ủy ban nhân huyện Yên Dũng, phó bí thư huyện ủy Yên Dũng,
vụ trưởng tổ vụ tổ chức, rồi làm phó bí thư đảng ủy, phó tổng kiểm toán nhà nước. Ông Hoàng Quốc Mạnh được đào tạo ở Bulgaria 7 năm, là chuyên gia xây dựng giỏi, là trưởng phòng huyện, rồi phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, rồi phó giám đốc sở xây dựng Bắc Giang. Ông Hoàng Hồng Thái là thạc sĩ hóa học, giáo viên giỏi tiêu biểu cấp tỉnh, là hiệu trưởng trường trung học phổ thông Yên Dũng và Ngô Sĩ Liên, chuyên viên cao cấp của Bộ Giáo dục, và được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Thế hệ các chất nội, cụ có 16 chất nội là Phúc Việt con ông Kiệm, Hải Hà con ông Sơn, Nguyễn Trực con ông Phú, Quang Huy con ông Cường, Nhung Minh con ông Mạch, Long Quân con ông Lạc, Dương Mai Anh con ông Thái, Loan Hiển con ông Hiệp. Hiện nay các chất nội của cụ, cả dâu cả rể, có một bằng một tiến sĩ là chỗ chồng của Nhung Minh, 6 thạc sĩ của Ngô Phúc Việt, Vân Anh, Phượng Giang. Thế này còn chắc còn thiếu thôi. Quân. Đấy, còn thiếu. Đấy. Thiếu 2 thạc sĩ vừa rồi mà. Vâng. 14 chắc trình độ đại học. Các anh như là Hoàng Chu Minh, Hoàng Tuấn Long, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Ngũ Phúc thi đại học đều đạt từ 24 điểm trở lên. Cháu Hoàng Hồng Nhung đạt giải quốc gia và thi vào thẳng đại học, với vân vân, với phương châm từ thế hệ của các chất sẽ 100% tối thiểu phải tốt nghiệp đại học. Thế hệ các chút nội, hiện tại là cụ có tất cả 11 chút nội, gồm có là con anh Phúc 2, con anh Việt 2, con anh Minh, anh Minh 2, anh Long 2, anh Quân 1, anh Hải 1. Là 11 có là Dương 1. Dương 1 rồi. Vâng. Trên đây là những nét tiêu biểu về cụ Đồ tự phúc diễn và các thế hệ hậu duệ của người. Xin thay mặt cho các thế hệ hậu duệ cụ Đồ xin kính cáo lên vong linh tiền bối và vong linh của những người thân đã từ trần. Mong các vong linh, các vị tiền bối luôn luôn được siêu tinh, sinh tịnh độ, siêu thoát được quả vĩnh hằng. Chúc vong linh các vị tiền bối và những người thân đã từ trần. Chúc vong linh của cụ Đồ Hoàng Quý Công, quý văn vị tự phúc diễn. Tôi đề nghị các thế hệ hậu duệ hãy hứa với người, hãy sống và làm việc sao cho xứng danh là hậu duệ cụ Lý Khóa, cụ Đồ Hoàng Văn, cụ Đồ Vị tiên sinh, phấn đấu để toàn gia tộc chúng ta là tấm gương sáng về đạo đức, học tập, rèn luyện, lao động giỏi, tiếp tục được xã hội trọng dụng, tôn vinh. Xin được cảnh cáo. Tôi thì cũng chắc bút, nó có thể nó cũng chưa được, có thể còn sơ sót, thì mong là gia đình cũng chúng tôi sẽ có các cụ chứng phẩm cơ bản kính cáo các cụ. Vâng. Và sau đây là cái phần trao thưởng quỹ khuyến học tự phúc diễn. Thì sau khi nhận giải thì các thành viên hãy vái lạy và cảm ơn. Và ông Hoàng Hồng Lạc là một trong những người thành đạt, sẽ trong gia đình chúng ta sẽ triển khai cái nội dung để cái việc khai trưởng. Xin mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các cháu, theo cái nghị quyết của gia đình về cái trao thưởng quỹ khuyến học hàng năm, nên hôm nay gia đình chúng ta làm lễ dâng hương và trao lễ trao giải khuyến học cho các con các cháu trong gia tộc. Năm nay có tất cả là 15 cháu và gia tộc dành cái quà tặng cũng như phần thưởng cho các cháu. Tiêu biểu ở đây là có cháu Hoàng Nguyên Trực là đỗ đạo. Theo nghị quyết của gia tộc, gia tộc sẽ tặng thưởng 1 chỉ vàng.
và hai nữa là gia tộc cũng biểu dương hai cháu Hoàng Hạnh An và Hoàng Chí Đức là chất của cụ, là hai cháu con bố Cúc rất là xuất sắc. Một cháu là giải nhất tiếng Việt cấp huyện và một cháu là giải vàng vì gì này, vì tất cả cấp tỉnh. Ông không có kính không đọc. Báo cáo với ông nào là cháu còn hai cái giải vàng của cấp tỉnh và nhiều giải cấp tỉnh. Và nhiều giải cấp tỉnh mở lắm. Còn lại thì có điều phấn khởi là tất cả các cháu đi đang học cấp 2, cấp 1 thì cơ bản là các cháu đều đạt học sinh giỏi và học sinh xuất sắc. Các cháu đi học mẫu giáo thì đều khỏe, ngoan. Thế tổng số gia đình hiện nay là có 15, tức là hôm nay là có 15 cháu là được, 16 cháu là được tặng khen thưởng và có quà tặng. Bây giờ là được sự ủy quyền phân công để tôi sẽ trao cái phần thưởng cho các cháu. Bác Sơn thì tặng bằng giấy khen, tôi thì tặng phần thưởng. Một là mời cháu Hoàng Nguyên Trực đấy, đây là quà tặng của gia đình đấy, giấy khen đâu phải chuẩn bị sẵn rồi đấy. Đây con bái của em đây. Cháu thứ hai là cháu Hoàng Hạnh An. Đấy, ông trao phần thưởng ra đây. Cháu ba là cháu Hoàng Chí Đức, rất xuất sắc, nhiều giải. Con phát huy nha, cháu trưởng, các trưởng của gia đình đấy. Báo cáo là cháu giải vàng, giải vàng toàn năm và giải toàn năm cấp tỉnh. Giải vàng tiếng Việt và giải vàng Edu Hoàng Vũ Quyên là giải toán của anh. Ta nhận hộ của chị đi con. Đấy, con đứng đấy. Nhận cho chị nhá. Con bái cụ nào. Bái cụ đây. Hoàng Minh Khoa. Hoàng Minh Khoa. Hoàng Minh Khoa là dân tiếp Hoàng Minh Khoa đây. Cháu Tuấn Anh nghe cháu ấy không về. Không đến đi không có. Đây anh cầm luôn cái quà cho cháu Diệp Chi. Hoàng Thị Phương là nào nhỉ? Phương. Phương. Đây là có cái bó hoa của gia tộc chúc mừng cháu qua bằng thạc sĩ. Đây chú Thái nhận cho cháu Giang. Thì ai đã để có cho luôn một thẻ luôn. Hoàng Nguyên Hải Phương nhận luôn cho hai mẹ con. Thế còn Hoàng Nhật Quang là báo cáo với cả gia tộc là cháu Quang là tốt nghiệp loại giỏi Học viện Tài chính. Mà từ xưa nay tất cả gia đình nhà này khoảng đó hơn 30 người học đại học rồi. Nhưng mà chưa có ai giỏi lắm được đến bằng khá đó. Lần đầu tiên là có cháu đặt lại giỏi lên đây là thật xuất sắc. Có cái quà tặng khen thưởng cháu. Nam lại được gọi giỏi nữa càng khó. Đặt lại giỏi là cực khó luôn. Hoàng Nguyên Khang. Rồi thì Hoàng Lê Vi là hai cháu. Có quà. Có quà. Có gói bánh rồi. Gói bánh không nên tham. Đây là con chú Hải. Ông cho cháu hai ăn cháu lớn nha. Con xin. Quà của Huy. Quà con nhà Việt. Con Huy đã đi nhóm rồi. Con Huy đây. Con không đi nhóm rồi thì có à.
tỏ xong nó nhóm đâu khóa thì nó học mẫu giáo thì khóa thì có cái thằng tên nhóm nhóm này hả à lớp 1 mới bắt đầu vào lớp 1 thì làm sao mà có mà nhưng mà chưa có cái khen gì chưa có cái thành tích gì mới vào với lớp 1 này không có sáng nào sáng nào vâng mẫu giáo ấy nhưng mà chờ thứ hai nhà cháu thì năm nay mới vào lớp 1 thì chưa chưa để có học sinh giỏi tiến lên nhưng mà đã có hôm nay đã có phần thưởng đây có rồi có rồi quá rồi. Nó bảo bằng khen, nó khen thì nó ngoái cái mũi sao thôi. Thấy con lợn mà không có thì bảo không đánh nó mới không có. Dạ vâng. Tuấn Anh là Hải Phương. Bảo anh. Với Hải Phương mà.